nghề rất đắng cay. Nếu như chọn nghề báo để làm giàu thì đừng bao giờ nghĩ như thế. Nhưng lại nghề báo là nghề đã làm cho mình rất giàu những giá trị phi vật thể. Ninh Hòa là cái nơi giữ cái ký ức tuổi thơ của mình. Đó là những ngày tháng phải nói là rất là cơ cực. Những ngày đó thì tôi có chỉ có một cái áo để đi mặc đi học. Áo may bằng vải cát, bao cát, không có dép để mang. Phải lấy giò dừa để thay dép. Bố bị tâm thần hơn 7-8 năm. Có lúc học tiếng Anh thì con thấy rất khó vì nó là tiếng nước khác, nhưng con không đủ điều kiện để mua sách.